một chiếc Hyundai Tucson máy dầu form mới sản xuất 2020, bản phun kịch quá đẹp, xuất sắc không một lỗi nhỏ, đang được chào bán tại showroom 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Các bác, các anh, các chị quan tâm, yêu thích chiếc xe này, xin vui lòng liên lạc cho em qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Chiếc xe này thì bản đặc biệt, cũng là phiên bản cao cấp nhất, là phiên bản đắt tiền nhất của dòng Hyundai Tucson. Động cơ của nó là 2.0 nhưng máy là turbo. Máy dầu nên là mức tiêu thụ nhiên liệu của nó ăn cực kỳ ít, nó chỉ tầm 5 đến 6 lít trên 100 cây. Và em đang chào bán tại showroom có giá là 898 triệu. Các bác, các anh, các chị quan tâm, yêu thích chiếc xe này, nhấc điện thoại và gọi đến số hotline của bên em. Hoặc có thể ấn đăng ký kênh, ấn nút theo dõi để có thể tìm nhiều mẫu xe đẹp và xuất sắc hơn nữa đang có và đang chào bán. Và bây giờ em kính mời các anh, các chị, các bác cùng tham khảo qua, xem qua mẫu xe Hyundai Tucson máy dầu bản CRDI 2.0 đặc biệt form mới 2020 màu đỏ mận, xe đẹp như thế nào nhé. Cảm biến va chạm thì vòng quanh xe đây ạ, trước và sau đều có đầy đủ hết. Hệ thống đèn ở phía sau này. Chiếc xe này là cốp điện. Đấy ạ. Xe có trang bị cốp điện đầy đủ. Hộp để đồ phía sau rất là rộng. Đây. Lốp dự phòng còn rất là mới, còn nguyên bản. Tất cả các phụ tùng theo xe còn nguyên. Đấy. Ghế phía trước thì chúng ta vẫn có thể gấp được nếu mà cần chở đồ, chở hàng nhá. Chỉ cốp thì zin. Dàn lốp theo xe còn rất là mới ạ. Nguyên một dàn lốp mới luôn. Xe đã có bậc lên xuống đầy đủ. Xi nhan tích hợp trên gương. Hệ thống đèn của chiếc xe này form mới thì các bác, các anh, các chị nhìn giúp em này. Đấy, full LED tự động hết. Tất cả của nó là full LED tự động hết các bác nhé. Em sẽ quay qua nội thất. Chiếc xe này thì gương kính chỉnh điện, gương cụp tự động. Xe có trang bị ghế chỉnh điện này. Ghế lái và ghế phụ đều chỉnh điện. Có cân bằng điện tử, cốp điện và tổ hợp phím tích hợp trên vô lăng. Chế độ ga tự động. Về chiếc xe này thì hỗ trợ đổ đèo ngang dốc, các anh các chị nhìn giúp em luôn ạ. Hỗ trợ đổ đèo này, chế độ Drive Mode này, Auto Hold này, phanh điện tử này, điều hòa tự động, có trang bị màn hình. Màn hình thì có cam lùi đầy đủ. Và chiếc màn hình này thì với dòng Hyundai thì nó tích hợp Việt Map đầy đủ hết rồi. Và cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Nội thất ghế da nguyên bản 100% ạ. Quá đẹp cho chiếc Hyundai Tucson máy dầu. Chạy khá là đầm xe, chắc xe. Và đặc biệt là rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Không cần, vẫn em giữ đi. Về khoang động cơ thì chiếc xe này là bản 2.0 CRDI. Nhưng mà máy của nó là máy turbo các bác nhé. Cam kết là máy nguyên zin, xe không bị tai nạn, không bị ngập nước, không bị thủy kích, không bị bổ máy.
Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Hyundai Tucson form mới sản xuất 2020. Em đang chào bán tại showroom có giá là 898 triệu. Các bác, các anh, các chị quan tâm xin vui lòng gọi cho em đến số hotline 0978 607 555 hoặc là 0941 337 888. Nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút theo dõi để có thể cập nhật nhiều mẫu xe hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.